Đến hèn lại lên, cứ đến rằm tháng 3 âm lịch hàng năm, đồng bào các dân tộc chung sống trên miền đất Minh Hóa lại náo nức đến với phiên chợ lớn nhất trong năm. Đó không chỉ là phiên chợ diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là ngày hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của miền Sơn Cước. Thà rằng đau yếu mà nằm, xin ai đừng bỏ phiên chợ rằm tháng 3. Từ sáng tinh mơ, chợ rằm đã diễn ra các hoạt động giao thương. Hàng hóa là những sản vật của miền rừng núi, cả suối rau rừng, quả cà khóm măng, mật ong, chè xanh, cho đến những món ăn dân dã của người Minh Hóa. Chợ rằm tháng 3 là dịp để người phụ nữ mặc những bộ vải áo đẹp nhất, nấu những món ăn ngon nhất, họ xuống chợ với nhiều lý do khác nhau. Không mang nặng giá trị vật chất, người nguồn và các đồng bào dân tộc chung sống trên địa bàn đến chợ rằm để hòa vào không khí lễ hội với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Đó cũng là thời điểm duy nhất trong năm người Minh Hóa được phép bước qua rào cản của lễ giáo, ràng buộc khắt khe của hôn nhân, gia đình để cất lên tiếng hát đi tìm người xưa, bạn cũ, ngược thời gian tìm về tuổi thanh xuân. Ở cuối mỗi phiên chợ rằm, khi hoạt động giao thương khép lại là lúc mở ra phiên chợ văn hóa mang đậm bản sắc của vùng cao. Ngoài các trò chơi, trò diễn, các chiếu hát đím, hát vú được tổ chức với sự tham gia của nhiều đối tượng. Người đã có gia đình hát đúng hát tí để tìm bạn cũ, người xưa. Người chưa có gia đình thì mượn lời hát để tìm hiểu, hẹn hò nhau. Mang nặng yếu tố giao lưu tình cảm, hình thức diễn xướng giao duyên đầm đà, hấp dẫn đã trở thành hoạt động trung tâm ở mỗi phiên chợ mà lễ hội rằm tháng 3 của người nguồn còn được gọi là chợ tình. Ngày nay, lễ hội rằm tháng 3 không còn được tổ chức theo hình thức truyền thống, nhưng âm nhạc và các trò chơi dân gian góp phần mang đến bản sắc truyền thống cho lễ hội rằm tháng 3. Lễ hội rằm tháng 3 của huyện Minh Hóa thì nằm trong tiềm thức của nhân dân Minh Hóa cách đây hàng trăm năm về trước, nhưng mà được Đảng và Nhà nước và các ngành quan tâm, được bảo tồn và phát huy từ đến thời điểm này là hơn 20 năm. Trong cái lễ hội rằm tháng 3 này thì cái nòng cốt đó là cái trò chơi, cái làng văn hóa, làng ca hát. Trong làng văn hóa, làng ca hát là nổi bật lên, là chúng tôi là sử dụng và bảo tồn tất cả những cái văn hóa ở làng quê. Trong đó thì mỗi làng quê là có một cái nét đặc trưng riêng. Ví dụ như làng Yên Bình là hát hôi lên, và làng Kim Bảng 2, thôn Kim Bảng là hát về nhà trò. Trong các năm trở lại đây, hội rằm tháng 3 Minh Hóa được nổi dài với các hoạt động văn hóa thể thao và chương trình làng văn hóa, làng ca hát là điểm nhấn của lễ hội. Người thưởng thức và cả tham gia biểu diễn được sống tròn vẹn trong không gian âm nhạc truyền thống. Hạt đúng, hạt ví, hò thuốc, hạt nhà trò, mổ tiên, sắc bùa được các nghệ nhân ở các làng quê của huyện Minh Hóa trình diễn bằng hình thức sân khấu hóa. Âm nhạc dân gian truyền thống cũng góp phần tạo dựng được không gian lễ hội truyền thống của chợ rằm. Hình thức diễn xướng dân gian cũng góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa và là chất keo gắn kết giữa hoạt động văn hóa truyền thống và hình thức tổ chức mới tại lễ hội. Dù không gian diễn xướng dân gian trong lễ hội ở Minh Hóa có nhiều thay đổi, nhưng sinh hoạt âm nhạc dân gian đang góp phần phản ánh tinh thần, ý nghĩa của hội chợ rằm của người Minh Hóa. Bài ca về quê hương yên hóa quê mình, nhưng chặng đường ta đi quê hương ta còn nhiều gian khó. Một nắng hai sương, đôi vai gầy mẹ nuôi tôi lớn khôn, để hôm nay quê hương ta ngày một đổi mới. Hãy hát lên trên quê tôi có
tiếng máy reo vang trên khắp nẻo đường, có tiếng hát ai vui như ngày hồi, cả quê hương đón chào mùa xuân về. Một ngày mới đã về đây, đầy bao ước mơ với niềm tin mới. Đồng lúa lên xanh có em vun trồng, từng chạm xanh tươi có không anh trông. Quê hương ơi biết mấy tự hào, có đảng quang vinh soi đường dẫn lối. Chứng danh quê hương hiền hóa anh hùng, cùng xã đông vai nhau và xây dựng quê hương. Đã về trên quê tôi, có tiếng máy reo vang trên khắp nẻo đường, có tiếng hát ai vui như ngày hồi, cả quê hương đón chào mùa xuân về. Một ngày mới đã về đây, đầy bao ước mơ với niềm tin mới. Đồng lúa lên xanh có em bôn trồng, đàm xanh tươi có công anh trong. Quê hương ơi biết mấy tự hào, có đảng quang vinh soi đường dẫn lối. Chứng danh quê hương hiền hóa anh hùng, cùng sát vai nhau ta xây dựng quê hương. Làng Yên Bình, xã Yên Hóa là một trong hai làng tham gia trình diễn nghệ thuật dân gian tại lễ hội rằm tháng 3 năm 2014. Hơn một tháng trước ngày diễn ra lễ hội, người dân thôn Yên Bình sống trong không gian của âm nhạc truyền thống. Với tiêu chí trẻ hóa đội ngũ người hát dân gian, các nghệ nhân cao tuổi của làng Yên Bình đã tích cực phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Minh Hóa tổ chức tập luyện cho thế hệ trẻ. Sinh hoạt và trình diễn nghệ thuật âm nhạc dân gian trong lễ hội rằm tháng 3 là cơ hội để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, là lúc các nghệ nhân cao tuổi trao truyền tinh hoa nghệ thuật diễn dưỡng dân gian đến thế hệ con cháu. Công tác bảo tồn di sản văn hóa tại các địa phương Minh Hóa vì thế mà đã trở thành tập quán văn hóa đáng tự hào của người Minh Hóa. Người dân Yên Bình hay mọi làng quê của huyện Minh Hóa hát điệu hát của quê mình chỉ đơn giản vì điệu hát ấy đã gắn liền với đời sống tinh thần người dân vùng đất chè xanh mật ngọt. Hội rằm mỗi năm một lần là điểm hẹn văn hóa của cộng đồng cư dân trên vùng đất Sa Cơ và Kim Linh Nguyên. Thông qua cái lễ hội rằm năm nay, chúng tôi cắt cử cái đoàn đi tham gia cũng mong muốn rằng là chúng tôi chọn những cái thế hệ trẻ để các cháu hiểu rõ được cái tầm quan trọng cái văn hóa cổ truyền toàn huyện chúng ta. Và cũng vì sao chúng tôi chọn những thanh niên mà không lấy những người già, bởi vì là chúng tôi muốn truyền tải cho các em biết rằng cái nền văn hóa của huyện nhà chúng ta, cái bản sắc văn hóa, để các em thấm nhuần được cái giá trị đích thực của cái nền văn hóa cổ truyền tại cái huyện Minh Hóa chúng tôi. Don't
dây đai quang vinh quang. Hôi lên là hôi lên, quê hương yên hoa đẹp vô vàn, từ lòng dân mà đoàn kết, ở sắt son lòng bốn lòng. Hôi lên là hôi lên, một lòng chung thủy son sắt son, chớ làm theo mà lời bác, tớ tấm gương người sáng người. Hôi lên là hôi lên, Phật cao cờ đang quang vinh quang, chớ nguyện một lòng mà son sắt, tớ đứng dưới cờ đang quang vinh. Hôi lên là hôi lên, xây cho quê hương đẹp ngàn đời, từ xây dựng mà nông thôn mới, ở phong trào ta quyết tâm. Hôi lên là hôi lên, phong trào hiện đất đường làm đường, chờ mọi người dân cùng hưởng ứng, tớ nét đẹp quê hương ta. Hôi lên là hôi lên, quê tôi hiền hoa vai xanh vai, chờ đồng tâm mà đồng sinh, tớ giúp nhau nghèo thoát nghèo. Hôi lên là hôi lên, mọi người dân cùng đoàn kết, ở việc gì xong cũng xong. Hôi lên là hôi lên, tương lai yên hoa mình quê mình, chờ nông thôn mà đổi mới, ở đời đời no ông no. Hôi lên là hôi lên, khắp đường đi ta đi. Hôi lên là hôi lên, khó khăn ta cũng qua vượt qua, chớ nói gương mà truyền thông, ở quê hương hùng anh hùng. Hôi lên là hôi lên, hôm nay ta gặp mặt nhau với nhau, chờ ngày vui mà truyền thông, ở trên quê mình hương mình. Hôi lên là hôi lên, cùng nhau rào ước đua thi đua, chờ muôn người ở một ý, ở ta xây dựng quê hương ta. Hôi lên là hôi lên, tôi cảm thấy mình rất tự hào và hạnh diện khi là một người được đứng trong hàng ngũ của lớp trẻ để mà đem tới những cái lời ca và tiếng hát để phục vụ du khách khắp mọi phương về đây tham dự lễ hội rằm tháng 3. Cứ mỗi dịp hội rằm đến, người Minh Hòa lại náo nức cùng các hoạt động văn hóa thể thao. Lễ hội rằm tháng 3 cùng với các di sản văn hóa của người nguồn đã trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo của vùng đất Minh Hóa. Gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trong đời sống sinh hoạt cộng đồng và trong tổ chức hoạt động lễ hội cần được phát huy.